Hello TV đây nè. Ôi, xin chào nha. Các bạn fan nhí à. Các bạn ơi, ăn no rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng theo mình xem một đồng này mua được gì ở siêu thị nha. Let's go. Đấy, vào những cái chỗ như này phải có xin nha. Đấy, nước cam. Ôi trời ơi, đầy lắm. Nước cam này, mình còn thấy cả tép cam ở dưới này các bạn ạ. Đây. Đấy, các bạn thấy tép cam không? Đâu chị? Đấy. Ôi trời ơi. Nước cam này cứ như là nước cam nguyên chất đấy các bạn ạ. Mình uống được cả tép cam luôn. Ngon, chút chút ngọt ngọt. Vị nước bí đao lại không giống nước bí đao ấy. Đây là Mirinda bị soda kem ơi. Em cứ tưởng là những cái lon nào màu xanh là nước bí đao các bạn ạ. Bởi vì em cũng thích uống nước bí đao lắm. Trời ơi, đúng là ngố. Thế nên là thỉnh thoảng chị phải đưa em đến đây để em giải cái ngố đi. Chứ không ngố quá là mình thành ngố. Chị cũng ngố, chị còn biết là nước cam. À, chị biết đấy là nước cam. Đây là cái tội đi mua hàng mà không nhìn tên sản phẩm. Em nhìn tên em cứ tưởng là đây là cái chữ bí đao nên em lấy luôn. Thảo bí đao. Ngon, rất là mát các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn có biết lý do tại sao mà chị em mình đi siêu thị mà chỉ uống nước không thôi? Bởi vì không có xìm mà chả lấy các bạn ạ. Đấy, không có xìm thì chỉ đang uống nước thôi. Ngon nha. Các bạn ơi, các bạn thấy mình ngố không? Chai nước, cái gì nhỉ? Mirinda. Ừ, Mirinda, mình cứ tưởng là nước ha. Bí đao. Bí đao. Uống không thấy vị bí đao mà thấy vị gì á? Vì nước Mirinda. Mirinda. Đấy. Mở đây công nhận có chữ Tết cười thả ga. Nhưng mà hết Tết rồi các bạn ạ. Là cười thả ga. Hóa ra là do em từng ngố quá thì mới cười thả ga các bạn ạ. Các bạn ơi, fan nhí của Lộc TV đây nè. Ôi, xin chào nha. Các bạn fan nhí à. Em mấy ngoài không dám lên đây chửi các bạn ạ. Suốt ngày nhìn các chị ở trên TV thôi. Hôm nay được gặp các chị ở ngoài rồi. Xin chào Go Bắc Giang nhá. Go Bắc Giang luôn. Các bạn ơi, đi siêu thị gặp fan nhí của mình đấy các bạn ạ. Đấy, em mới sinh nhưng mà tại ngại cho nên không dám vào. Cho nên là em mới về rồi các bạn ạ. Gặp fan nhí ở siêu thị này cực kỳ thích luôn. Và các bạn đón xem video để nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ chị em mình nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.